Đám cưới Minh Tú là sự kiện được quan tâm nhất trong những ngày gần đây. Sau lễ cưới, cô dâu Minh Tú quẩy tưng bừng với hội bạn thân showbiz nhưng sự vắng mặt của chú rể làm nhiều người thắc mắc. Mới đây, Minh Tú đã giải thích về việc này. Ngày 14 tháng 4 vừa qua, hôn lễ của Minh Tú và chồng Tây đã diễn ra tại một nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nữ siêu mẫu đã tiết lộ rằng cả hai đã cùng nhau đóng góp ý tưởng cho việc chuẩn bị từ thiệp mời, thiết kế không gian cho đến chiếc váy cưới. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, lễ cưới của Minh Tú với chồng người Tây đã được trang trí với những vật dụng và hoa tươi phản ánh truyền thống văn hóa Việt Nam. Sau đám cưới, các sao Việt và dàn khách mời nói chung cũng quẩy hết mình chúc mừng ngày trọng đại của nữ siêu mẫu. Thế nhưng trên mạng xã hội lại lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh được cho là ông xã của Minh Tú bước lên xe ra về trước để vợ ở lại tiếp tục bung xõa cùng bạn bè. Và mới đây nhất, cô nàng đã thẳng thắn chia sẻ về lý do chồng Tây không xuất hiện tại tiệc gặp gỡ bạn bè. Minh Tú cho biết: "Mấy nay lu bu quá, xin lỗi mọi người nhé. Khỏi thông báo nhưng mà tâm sự rằng tôi lấy chồng rồi. Dù quẩy after party đến 4 giờ sáng, à quên chồng ở tiệc cưới tới 22 giờ lận, mà chồng ngồi chơi với bạn chồng, không có lên sân khấu.